Chủ doanh nghiệp phân tích báo cáo tài chính hàng năm nhằm cái mục tiêu gì? Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn bốn cái nội dung quan trọng liên quan đến việc ta làm sao phải phân tích một cái báo cáo tài chính hàng năm. Nếu bạn đang là chủ của một doanh nghiệp đó, ta làm sao bạn là chủ doanh nghiệp đó mà bạn vẫn phải đi phân tích lại cái báo cáo tài chính của mình, trong khi đó doanh nghiệp của bạn có thể đã có một hệ thống báo cáo kế toán quản trị rồi. Bởi vì cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị nó đã đưa ra con số để chủ doanh nghiệp phân tích định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Do đó những cái thông tin về doanh nghiệp của mình đã được chủ doanh nghiệp nắm bắt định kỳ rồi. Vậy cuối cùng một năm đi phân tích cái báo cáo tài chính để làm gì? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều chủ doanh nghiệp đang thắc mắc, chưa rõ được tại sao mình phải phân tích báo cáo tài chính. Còn đối với các nhà đầu tư thì đương nhiên việc phân tích báo cáo tài chính của một cái doanh nghiệp là để họ có được cái thông tin về mặt tài chính của doanh nghiệp đó, để họ ra quyết định có đầu tư vào doanh nghiệp này hay không, có trở thành các cái cổ đông chủ sở hữu của doanh nghiệp này hay không. Thì đó lại là câu chuyện khác của nhà đầu tư, bởi vì họ không phải là người nằm trong doanh nghiệp, họ không tham gia vào điều hành của doanh nghiệp đó, nên họ không biết được cái thông tin về mặt tài chính của doanh nghiệp định kỳ. Do đó kết thúc quý, kết thúc năm tài chính họ không có được thông tin đầy đủ. Còn chúng ta là chủ cái doanh nghiệp của chúng ta, vậy thì chúng ta lại đi phân tích lại cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp của mình một lần nữa để làm gì? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn có bốn nguyên nhân sau đây, bốn lý do quan trọng sau đây để chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp chúng ta cần phải phân tích cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp của mình. Cái nguyên nhân đầu tiên, cái lý do đầu tiên mà chúng ta cần phân tích đó là chúng ta sau khi chúng ta đã có được cái báo cáo tài chính năm thì chúng ta cần phải có được cái kết cấu của cái tài sản của doanh nghiệp của chúng ta sau khi cái hoạt động sản xuất kinh doanh đó đã kết thúc. Phân tích cái báo cáo tài chính, cái điều đầu tiên là chúng ta biết được cái cơ cấu của tài sản của chúng ta. Vậy thì cơ cấu tài sản của doanh nghiệp của chúng ta gồm những gì? Đó là tiền của chúng ta có bao nhiêu, nguyên vật liệu tồn kho của chúng ta là bao nhiêu, hàng hóa thành phẩm mà chúng ta đã sản xuất ra chúng ta tăng tồn kho là bao nhiêu, và các khoản phải thu đối với các cái công nợ mà khách hàng hoặc còn đang nợ chúng ta là bao nhiêu. Thì đó chính là kết cấu của cái tài sản của chúng ta. Thì khi chúng ta phân tích cái báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 thì chúng ta sẽ có được cái thông tin chính xác về cái kết cấu tài sản này. Bởi vì cái báo cáo quản trị nó là một cái con số tương đối đúng, còn báo cáo tài chính là một con số chính xác gần như là tuyệt đối. Nếu tôi không muốn nói là những trường hợp những doanh nghiệp họ mung má, họ dùng các thủ thuật, và ở đây mình đang nói trên cái câu chuyện là phản ánh một cách chính xác. Và khi đã phản ánh một cách chính xác thì cái kết cấu tài sản này là một cái kết cấu chính xác, và nó có tốt hay nó không tốt, nó có tối ưu hay không tối ưu, thì nơi mà chúng ta trả lời được cái câu hỏi này đó chính là báo cáo tài chính, để chúng ta biết được cái kết cấu này của cái năm vừa qua. Bởi vì phân tích báo cáo tài chính là phân tích lại quá khứ, và phân tích lại quá khứ để chúng ta xem lại trong quá khứ chúng ta đã làm thì cái kết cấu cuối cùng của chúng ta nó là một cái kết cấu như thế nào, và đó có phải là một cái kết cấu tối ưu không, đó có phải là một cái kết cấu tốt nhất hay không. Chúng ta cần phải điều chỉnh, chỉnh sửa thì nó ở trong tương lai hay không, ở những năm tài chính tiếp theo không, thì chúng ta phải phân tích lại quá khứ để chúng ta biết được quá khứ của chúng ta đã đạt được cái kết quả như thế nào, tức là những cái điều mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ thì kết quả nó ra làm sao. Đó chính là cái kết cấu của tài sản của doanh nghiệp của chúng ta. Cái điều thứ hai đó là cái kết cấu của cái nguồn vốn của doanh nghiệp của chúng ta. Thì phân tích báo cáo tài chính chúng ta cũng biết được cái kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp của chúng ta. Vậy cái kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ có những cái nguồn vốn sau. Đó là vốn chủ sở hữu mà các cổ đông tham gia và góp vốn, đó là vốn chủ sở hữu. Cái điều thứ hai đó là vốn vay dài hạn, và điều thứ ba đó là các khoản nợ ngắn hạn. Thì vốn vay dài hạn là vốn thường các doanh nghiệp huy động từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho cái tài sản của doanh nghiệp của mình. Còn vốn ngắn hạn hay là nợ ngắn hạn thì bao gồm các khoản nợ các nhà cung cấp vật tư thiết bị dịch vụ hàng hóa đầu vào của chúng ta, và nợ các tổ chức tín dụng nếu chúng ta có vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào cái tài sản lưu động của chúng ta, thì đó là các khoản nợ ngắn hạn. Và cái kết cấu này nó có phù hợp hay không, tức là gì, chúng ta có tài trợ cho nó đúng tài sản hay không, tức là nguồn vốn dài hạn chúng ta có đầu tư vào tài sản dài hạn hay không, nguồn vốn ngắn hạn chúng ta có đầu tư vào tài sản ngắn hạn hay không, và cái sự bố trí cái cơ cấu vốn của chúng ta nó có phù hợp hay không, nó có cân đối hay không, nó có tối ưu hay không. Thì tại cái báo cáo tài chính của chúng ta phân tích cái kết cấu này để chúng ta biết được trong quá khứ với những việc chúng ta đang làm, với những việc chúng ta đang tổ chức thực hiện thì kết cấu vốn của chúng ta nó như thế nào. Và cuối cùng là chúng ta phân tích cái kết cấu của cái chi phí trong một cả một năm. Thì trong cả một năm thì chúng ta sẽ có những cái loại chi phí như là chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao máy móc thiết bị của chúng ta, chi phí quản lý doanh nghiệp của chúng ta, chi phí marketing, chi phí bán hàng, chi phí tài chính và các chi phí khác có liên quan, đó là những kết cấu chính của cái doanh nghiệp của chúng ta. Và trong những kết cấu đó thì chúng ta phân tích các cái chi phí nhỏ hơn. Chi phí nguyên vật liệu của chúng ta cũng phải phân tích trong các nguyên vật liệu thì cái nguyên vật liệu nào là nguyên vật liệu chính yếu, nguyên vật liệu nào là nguyên vật liệu phụ. Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nhân công gián tiếp chúng ta cũng phải phân ra thành từng các nhóm một để chúng ta biết được trong cái nhóm đấy thì cái nhóm nào cao, nhóm nào thấp, nhóm nào hợp lý. Chi phí về quản lý doanh nghiệp thì trong đó nó có tiền lương, tiền điện thoại, tiền nước, tiền văn phòng phẩm, tiền thuê văn phòng, tiền tất cả những cái chi phí khác nhỏ lẻ, công tác phí tiếp khách, hội nghị, hội thảo, nó nằm ở trong chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng, chi phí marketing chúng ta cũng cần phải phân tích là những cái công đoạn nào trong marketing thì chi phí lớn, cái công đoạn nào trong cái quá trình làm marketing thì chi phí của chúng ta nhỏ hơn, thì chúng ta cũng cần phải phân tích cái kết cấu của chi phí này. Vậy sau khi chúng ta đã phân tích được kết cấu của tài sản, kết cấu nguồn vốn và kết cấu chi phí trong năm tài chính cũ, thì để chúng ta biết được một điều là với cái thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta như vậy, với cái mục tiêu tài chính mà chúng ta đặt ra như vậy thì kết quả tài chính chúng ta đạt được đó là lợi nhuận trong năm, thì với cái lợi nhuận chúng ta đặt ra và chúng ta có đạt được hay không đạt được cái lợi nhuận đó thì cái kết cấu của tài sản của chúng ta nó như thế nào, tỷ lệ giữa cái lợi nhuận và cái kết cấu tài sản nó như thế nào, để chúng ta làm gì, để chúng ta căn cứ vào đó chúng ta xây dựng ra một cái bản kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo. Những cái gì mà trong năm cũ chúng ta phân tích mà nó hợp lý, kết cấu của tài sản nó đã hợp lý chưa, kết cấu của nguồn vốn cái gì hợp lý, kết cấu của chi phí cái gì hợp lý, thì chúng ta đưa vào cái bản kế hoạch tài chính của năm tháng tiếp theo. Còn cái gì chưa hợp lý thì chúng ta điều chỉnh để chúng ta đưa vào cái bản kế hoạch tài chính, để cái năm tài chính tiếp theo là năm kế hoạch chúng ta có được cái con số để chúng ta đo lường, để chúng ta quản trị tài chính doanh nghiệp của chúng ta trong năm tiếp theo. Thì ý nghĩa của việc phân tích một cái báo cáo tài chính cho một cái năm tài chính đã qua, đối với vai trò là người chủ doanh nghiệp, CEO của doanh nghiệp, thì mục đích của chúng ta là để có được thông tin để chúng ta lập ra một cái bản kế hoạch tài chính để chúng ta quản trị tài chính tốt hơn cho năm tiếp theo. Trên đây là những chia sẻ của tôi về việc ta làm sao chủ doanh nghiệp phải phân tích báo cáo tài chính hàng năm là như vậy. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.